Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình đây đang là chiếc điện thoại Oppo Reno 5 nhé. Thì chiếc điện thoại Oppo Reno 5 này các bạn có thể thấy là các viền hai bên này, viền trên viền dưới của nó thì viền trên này và viền hai bên của nó rất là mỏng nhé, cực kỳ mỏng luôn nhé. Và cái viền dưới của nó thì cũng không quá dày đâu nhé, nó cũng là một cái mức mỏng vừa rồi. Đây là một cái thiết kế mình thấy là cân xứng và đẹp nhé. Còn ở cái mặt màn hình thì các bạn có thể thấy nhìn trực quan diện và các bạn có thể thấy là màn hình của con này màu sắc rất là tươi, rất là sặc sỡ, tại vì nó đang trang bị trên nó là một cái tấm nền màn hình AMOLED nhá. Và đặc biệt con này có hỗ trợ tần số quét là 90Hz thì cho các tốc độ vuốt của nó thì cũng khá là nhanh, tương đối là ổn nhưng mà không quá mạnh. Tiếp đến là các bạn có thể thấy là mặt trước của nó đang thiết kế là một cái camera đục lỗ nhá. Và cái camera đục lỗ này thì nó thiết kế vào mặt bên trái, phía bên trái như thế này nha, nhưng mà mình vẫn thích cái camera mà nó đục lỗ ở phía bên phải này hơn. Đấy. Đấy là những cái ưu điểm về thiết kế, nhưng mà đục lỗ như vậy thì các bạn sẽ chơi game này các bạn sẽ không che và nó sẽ không bị hở, không bị lộ đấy. Tiếp đến là con máy này thì các bạn có thể thấy là bên ngoài thì thiết kế là như vậy. Đây bên cạnh phải thì các bạn có thể thấy là nó có một cái nút nguồn ở đây. Đấy, và cái con này nó rất là mỏng nhá, bạn cầm rất là mỏng luôn. Và với dung lượng pin của nó thì là 4310 mAh thì mình thấy là một cái dung lượng pin cũng khá là trâu. Tuy nhiên là nó lại cho một cái thiết kế cầm rất là nhẹ và rất là mỏng luôn đấy. Và các bạn có thể thấy là thiết kế camera của Oppo thì mấy cái camera này nó lúc mới ra là nó tạo ra một cái điểm nhấn rất là mạnh, đó là những cái camera nó thiết kế bằng những cái ô tròn tròn đen đen như thế này nha. Đấy, và nó để trong một cái hình chữ nhật và nó có 4 camera nha. Và cảm biến của nó thì sẽ gồm một cảm biến chính 64 chấm và một cảm biến góc rộng 8 chấm, một cảm biến macro và đo chiều sâu là 2 chấm tương tự nhau nha. Và cái mặt lưng này của nó là bằng thủy tinh hữu cơ nha các bạn. Còn cái mặt khung của nó là bằng nhựa phủ kim loại nha. Đấy. Còn cạnh bên trái thì các bạn sẽ thấy là có một cái khay sim này các bạn có thể lắp được 2 sim và một thẻ nhớ riêng biệt này, và một con tăng giảm âm lượng. Đấy. Cạnh dưới các bạn thấy là cái con Oppo Reno 5 này nó vẫn giữ được cho các bạn là một cái jack sạc cái jack 3.5mm để các bạn nghe tai nghe có dây nha. Đấy, một mic thu, và bên cạnh các bạn sẽ thấy là một cái cổng sạc Type-C và cái hỗ trợ sạc nhanh của nó là tối đa là 50W nhưng mà cái cục sạc tặng theo kèm máy là 65W nha. Đấy là nó hỗ trợ sạc vốc nha. Có nghĩa là cái củ sạc vóc là các bạn đem cắm sang cái máy khác nó sẽ không hỗ trợ nhận sạc nhanh nha, mà chỉ hỗ trợ sạc nhanh cho máy của Oppo hoặc Realme nha. Đấy, và ngược lại là khi mà các bạn lấy cái sạc nhanh của hãng khác cắm vào Oppo nó sẽ không nhận sạc nhanh nha. Đấy. Còn cái loa của nó ở đây thì nghe rất là to, rất là âm thanh rất là trong trẻo nha, và nó chỉ là loa đơn thôi nha. Đây, nhược điểm của nó là loa đơn. Đây thì nó có vân tay trong màn hình rất là nhạy này. Đấy, nếu để nói đến những cái ưu điểm và nhược điểm thì mình sẽ nói luôn nha. Thì bên trong cái chiếc điện thoại Oppo Reno này á thì là các bạn có thể thấy là nó đang có tần số quét của nó 90Hz, không được 120Hz, đấy là một điểm nhược điểm nhẹ thôi nhé. Về loa của nó thì với cái phân khúc mà mình đang thấy là Reno 4 đã loa đơn rồi thì lên Reno 5 mình nghĩ sẽ là loa kép đi. Nhưng mà đến Reno 6 hình như Reno 7 vẫn loa đơn thì phải. Mình thấy là đây là một cái nhược điểm khá là lớn đối với Oppo về cái dòng loa của nó thì chỉ là loa đơn thôi, không phải là loa kép. Đấy. Còn về cái nhược điểm tiếp theo đó là cái gì nữa nhỉ? Con này có nhược điểm gì không? Ngoài loa đơn ra này. Về màn hình của nó thì là AMOLED thì đã rất là ngon rồi, cũng không có phải là nhược điểm. Về nhược điểm của nó thì hiện tại là mình thấy là có loa đơn thôi, không có loa kép. Đấy, ngoài ra là chưa có nhược điểm gì khác để mình chê. Về cái chip xử lý của nó thì cái thời bây giờ là 720G nó cũng đang rất là mạnh rồi, nên là không thể nào mà chê được là cái chip nó yếu hay là mạnh nhá. Đấy. Về RAM ROM này các bạn có thể thấy là Oppo Reno 5 này thì nó có cái phiên bản RAM là 8GB và hỗ trợ mở rộng RAM ảo lên đến tới 5GB nha các bạn. Đấy. Còn phiên bản Android trên tay là Android 11 và ColorOS V11, và nó đang có một cái bản cập nhật mới. Tuy nhiên là mình chưa có cài vô, mình muốn đang để cái bản này mình test để xem nó ổn định hoặc mượt hay không. Sau đó mình sẽ lên cái bản mới để mình test lại một lần nữa xem nó có ổn định hay không. Với cái bản mới thì nó là ColorOS 12 và Android 12 nha. Đấy, còn bây giờ hiện tại là đang ở cái phiên bản Android 11 và ColorOS V11. Mà các bạn có thấy là cái chip Snapdragon trong xử lý của nó là 720G nha. Đấy, và cái bộ nhớ trong 128GB. Đấy là những cái thông số cấu hình của nó, và cái viên pin của nó là 4310 mAh thì mình nghĩ là cái thời gian sử dụng tương đối là trâu, và đặc biệt nó có cái sạc nhanh kèm máy là sạc nhanh vốc là lên đến 65W và hỗ trợ sạc 50W thì cái tốc độ sạc lại nó cũng rất là nhanh thôi, trong vòng chưa đến 1 tiếng là nó sẽ đầy pin. Đấy. Còn về đến cái khoản camera thì các bạn có thể thấy ở đây thì camera của Oppo thì mình không chê vào đâu được nhé. Đấy, thứ nhất là về cái khoản ấy đi, mình sẽ thấy là về cái ảnh nó đi. Ảnh nó thì cam trước thì các bạn thấy là 44 chấm. Thì cho cái chất là lượng ảnh chụp thì rất là đẹp nha. Cái màu sắc ở trên cái con camera của cái con Realme này chụp, à con Oppo Reno 5 này chụp lại rất là đẹp. So với Realme nha thì mình thấy là Oppo chụp hình đẹp hơn rất là nhiều, mặc dù là chạy chung một cái loại phần mềm.
Đấy, nhưng mà Oppo chụp lúc nào nó cũng sáng và màu sắc nó tươi và đẹp hơn rất là nhiều. Thế như Oppo Reno 5 này thì camera trước của nó độ phân giải lên đến 44 chấm cơ, nên là chụp hình rất là đẹp. Đấy. Còn cái về cái xóa phông thì các bạn thấy là nó xóa rất là mịn luôn, không bị lem, không bị ấy luôn. Đấy, và cái chất lượng ảnh chụp cũng rất là đẹp. Đấy. Còn về camera sau thì các bạn thấy là khi mà mình quay video ở cái chế độ mà bật cái này là mình quay không chống rung này. Đấy thì nó hỗ trợ, các bạn có thể thấy là khi mà quay không chống rung ấy thì là camera của nó quay chuyển động rất là mượt. Mà khi bật chống rung lên, cái này là bật chống rung này các bạn này, là nó rất là mượt và nó không giống như Samsung nha. Nếu mà nhược điểm thì là con Samsung Galaxy A52s 5G của mình hôm bữa cũng cam 64 chấm, bật chống rung lên thì camera nó sẽ bị nhiễu và bị mờ rất là nhiều, nhưng Oppo thì không bị như vậy. Và dòng Xiaomi thì cái con K30 Ultra của mình ấy, thì di chuyển nó sẽ không được mượt và mịn như thế này. Đấy, thì con Oppo này nó đã làm mượt và mịn và nó không bị nhòe khi mà bật chống rung. Đấy, còn khi mà camera thường các bạn bật 60 chấm lên mà các bạn không bật chống rung thì nó hơi lắc một tí, nhưng mà nó chất lượng nó lại lấy lại tốt hơn khá là nhiều. Đấy. Còn về cái phần cài đặt thì các bạn có thể thấy là có thể các bạn chuyển đến chế độ 64 chấm hoặc không 64 chấm cũng được. Đấy, đây thì camera sau của nó thì mình có chụp một tấm đây, các bạn thấy là màu sắc nó lấy lại rất là tốt. Những cái vùng trời mà nó bị cháy sáng quá như vậy mà chụp qua cái camera của Oppo vẫn còn thấy lại được nha. Đấy, và chất lượng màu sắc của con Oppo này chụp rất là đẹp. Đấy, đấy là dòng Reno, dòng Oppo thì mình khen ngợi về cái camera của nó rất là tốt luôn. Và con này vẫn hỗ trợ quay video camera trước lẫn camera sau đều hỗ trợ chống rung hết nha các bạn. Đây. Khi các bạn mở camera lên. Đấy, các bạn bật cái chế độ video thì cam trước và cam sau của nó, các bạn bật chống rung lên nó đều hỗ trợ quay chống rung hết nha. Đây. Với camera trước thì 44 chấm thì các bạn cũng hỗ trợ quay chống rung ngon bình thường luôn nha. Đấy. Và đặc biệt đến là cái camera của nó thì khi mà các bạn quay chống rung hoặc là không có chống rung thì bây giờ cái camera của nó thì hỗ trợ cho các bạn quay tối đa là đây thì mình mở này. Cái độ phân giải video cam sau, bật tắt chống rung đi nha. Các bạn phải tắt chống rung đi các bạn mới chỉnh được cái độ phân giải và FPS của nó nha. Thì camera sau các bạn có thể quay được độ phân giải tối đa là 4K nha, nhưng mà không thể chọn được cái mức FPS nha. Còn nếu mà full HD thì các bạn có thể chỉnh được lên 60 FPS khung hình trên giây nha. Đấy. Thì nói chung là con Oppo Reno 5 này, nếu mà nói những cái điểm mạnh của nó thì bây giờ cái chip xử lý 720G để sử dụng các tác vụ thường hoặc là chơi vài cái tựa game như Liên Quân Mobile hoặc một số game nhẹ thì vẫn bình thường. Đấy, và cái thiết kế của nó cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt. Đấy, camera của nó chụp hình rất là ổn, rất là ngon, và cái bộ nhớ RAM ROM của nó hoàn toàn rất là lớn để cho các bạn thoải mái sử dụng. Về pin của nó cũng trâu và cái thời gian sử dụng nó cũng khá là lâu, nhưng mà con đổi lại các bạn có cái sạc rất là nhanh nữa. Đấy, đâm ra là con Oppo Reno 5 này là cũng là một sản phẩm rất là đáng mua, rất là ngon. Về tổng thể, còn về cái điểm chê duy nhất của nó thì mình nghĩ là chắc là về đến cái khoản loa thôi. Cái loa của nó thì chỉ là loa đơn, không phải loa kép, cho cái âm thanh trải nghiệm nó không được đã cho lắm. Đấy, tiếp đến là về cái thiết kế đục lỗ của nó thì mình thấy là cái đục lỗ ở cái phía đó thì mình thấy nó không đẹp. Nếu đặt chính giữa nó sẽ đẹp hơn, tuy nhiên là cái dòng này nó ra từ cái thời 2020 thì nó theo cái trend của nó lúc đó bây giờ rồi. Còn nếu mà để nói về tổng thể thì con Oppo này vẫn rất là ngon, rất là cao cấp, rất là xài, rất là đã luôn. Đấy, video này của mình thì cũng chỉ đánh giá sơ qua như vậy thôi. Thì video của này của mình đến đây là kết thúc nha. Tiếp đến là cái video test game Liên Quân Mobile và tốc chiến nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.